Vòng loại giải vô địch các câu lạc bộ golf Hà Nội lần thứ tư hội tụ nhiều điều hấp dẫn nhất từ trước tới nay. Sự xuất hiện của những cái tên mới, cùng thể thức thi đấu mới, cũng như những diễn biến tâm lý thú vị của chính các golfer đã góp phần tạo nên sự thành công ngoài mong đợi của các trận đấu tại vòng loại. Niềm hân hoan đã được hiện lên rõ nét trên vẻ mặt mãn nguyện của ông Lê Hùng Nam, giám đốc của giải đấu. Vô cùng ấn tượng, mà tôi cũng không thể tưởng tượng được là chúng ta đã có một giải đấu thành công và nhiều cảm xúc đến như thế. Đến bản thân tôi ấy, với vai trò là giám đốc giải đi thị sát mà tim tôi đập thình thịch và có nhiều cú đánh phải nói là nổi da gà, rất ấn tượng. Tham dự vòng loại năm nay có rất nhiều những câu lạc bộ lần đầu tiên đăng ký tham dự. Việc ban tổ chức quyết định thay đổi thể thức thi đấu đã mang đến nhiều sự hoài nghi về khả năng bắt nhịp của họ. Tuy nhiên, nhiều câu lạc bộ đã có sự chuẩn bị kỹ càng, ví dụ như Luật sư miền Bắc. Dù chỉ mới thành lập chưa lâu, nhưng nhờ thái độ nghiêm túc, câu lạc bộ golf Luật sư miền Bắc đã vượt qua hàng loạt đối thủ cứng cựa và dạn dày kinh nghiệm để kết thúc vòng loại bằng vị trí cao nhất. Đội chúng tôi đã từng có lúc là chỉ có một cặp thắng, một cặp hòa, còn lại các cặp thua. Nhưng mà đến suốt cuối cùng thì là chúng tôi có 3 cặp thắng và một cặp cuối cùng là gỡ hòa đúng hối cuối cùng. Và tôi không biết nói gì hơn là rất là mừng vì cái thành tích thắng lợi của đội. Cũng ấn tượng không kém câu lạc bộ Luật sư miền Bắc, đó là Thăng Long Number One. Mặc dù mục tiêu của câu lạc bộ này chỉ là học hỏi và giao lưu, thế nhưng các thành viên của Thăng Long Number One đã thi đấu thành công ngoài mong đợi để giành được vị trí đồng hạng năm, qua đó hiên ngang tiến vào vòng chung kết. Cảm xúc của tôi rất là phấn khởi, rất là vui mừng vì với một câu lạc bộ Thăng Long Number One với cái số lượng là golfer tham gia trong có 40 golfer mà chúng tôi đã chọn ra một đội thi đấu đủ 12 chính thức và 6 dự bị. Và kết quả của ngày hôm nay là ngoài sự mong đợi nhưng nó lại đúng kế hoạch của câu lạc bộ đặt ra. Thì đây là một trong những cái tôi thực sự rất là vui mừng và cũng như là toàn thể anh em của câu lạc bộ Thăng Long Number One rất là vui, nói không có gì tả hơn được là lần đầu tiên tham dự. Bên cạnh những luồng gió mới thì những câu lạc bộ được xem là cây đa cây đề của làng golf Hà Nội như là Vingolf, G79, Kinh Bắc hay Học viện Tài chính cũng thể hiện được phong độ ổn định của mình. Tuy nhiên, những lợn rừng T74 hay đặc biệt là G84, nhà ác quân của giải 12 con giáp lại gây thất vọng khi phải dừng bước sớm. Một điểm nhấn đáng chú ý khác tại vòng loại giải vô địch các câu lạc bộ golf Hà Nội lần thứ tư đó là sự xuất hiện của những gương mặt trẻ như Đặng Lê Huy, Nguyễn Anh Minh trong màu áo câu lạc bộ Eco Park. Trong đó, Anh Minh chính là golfer ít tuổi nhất tham dự vòng loại năm nay. Anh Minh đã đánh bại đối thủ lớn tuổi hơn rất nhiều là Nguyễn Văn Tám của Metropolitan. Sau chung cuộc thì câu lạc bộ mà anh Minh khoác áo đó là Eco Park lại không thể góp mặt tại vòng chung kết. Mặc dù vậy, anh Minh đã có những trải nghiệm lớn khi thi đấu cùng với các golfer thế hệ cha chú. Khi mà cháu mới biết cháu vào giải thì tâm lý cháu nó cũng không có căng thẳng lắm, cháu không nghĩ nhiều. Nhưng mà vào thi đấu này là nhìn các bác swing với cả nhìn các bác putt chip là bắt đầu là đầu mình nó bắt đầu đang suy nghĩ là mình sẽ phải chơi như nào để có được một tâm lý tốt. Hai ngày cuối tuần sôi động tại Sky Lake đã khép lại với những dư âm tốt đẹp tới từ các trận đấu. 20 cái tên vượt qua vòng loại giờ đây sẽ tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 10 cùng với 16 đối thủ được đặt cách vào thẳng vòng chung kết.